Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 5 năm 2023. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm qua là ngày thứ bảy, ngày 6 Tây tháng 5. Hình như là ở bên nước Anh tổ chức lễ đăng quang cho vua mới sau hoàng hậu Queen Elizabeth qua đời khoảng 8 tháng, thì thái tử Charles đã lên ngôi và hình như qua bên nước Anh làm lễ. Ở Alberta của mình thì cháy rừng. Sáng hôm nay đài đã thông báo là có khoảng 24.000 người đã di cư đã phải dời chỗ, khoảng 24.000. Sáng nay đài thông báo khoảng 24.000 người, và cái vùng cháy là phía bắc của tỉnh Alberta. Thì nhân cái dịp cháy rừng thì thầy Huệ Tạng hồi nãy có chia sẻ là lửa là một trong những cái mà trong cuộc sống nó có thể thiêu đốt. Nhưng mà lửa nó chỉ cháy rừng, cháy nhà, mà bên trong con người của chúng ta cũng có những ngọn lửa, nó cũng đang nung nấu. Hồi nãy thì thầy nói về lửa sân. Nhưng mà con người mình không phải chỉ có lửa sân không đâu, mình cũng có lửa tham nữa. Tuần rồi Pháp Hòa mới vừa tâm sự với đại chúng là người ta lấy tên Pháp Hòa rồi gạt bán thuốc đó. Vừa giảng xong tối lại có Phật tử báo: thầy ơi, có người phone nhắn tin nói thầy bệnh nặng cần tiền chữa bệnh. Giờ lấy chuyện bệnh Pháp Hòa ra để làm tiền. Hồi nãy một cô Phật tử ngồi đây ở Mỹ nè, cầm cái tin nhắn của một người bạn. Người bạn nhắn qua cổ nói: chị hỏi giùm thầy, đã gửi tiền cho thầy rồi mà sao chưa thấy thuốc. Và cái người đó ở bên Mỹ đi bán thuốc và nói rằng đại diện cho Pháp Hòa, và cái tiền đó được nhận từ Mỹ, 300 mấy đô đó, mới tức thì đây. Cái đó là lửa tham. Cho nên là quý vị nhớ cái câu chuyện trong Tây Du Ký á, ông Hòa Thượng ổng tham cái y đó, rồi giao lưu với lại quỷ đó, rồi đi ăn cắp cái y, rồi cái bày mưu lập kế làm sao đốt thầy trò Huyền Trang, ngài Huyền Trang để mà cướp y đó. Thì Tôn Ngộ không nghe được, mới chạy lên trời mượn cái lồng bàn á, chụp cái nhà của ngài Huyền Trang ngủ lại. Ngày hôm sau cháy hết chùa. Nhớ cái câu chuyện đó trong Tây Du Ký không? Rồi cái cuối cùng thì ông Hòa Thượng chết, giờ thấy cháy chùa hết trơn, ngã chết nguyên một cây cột lửa nó đè trên ngực. Thì cái câu chuyện đó là để biểu tượng cho rằng con người của mình, mình tham và vì chiếm đoạt tài sản của người khác, mình cũng bất kể những cái tội ác nào mà chúng ta không làm, ngay cả đốt lửa thiêu người. Nhưng mà lửa đó nó chỉ cháy nhà, cháy cửa thôi. Và cuối cùng cái chính cái lửa tham đó đã đốt luôn cả vị hòa thượng đó. Và vị hòa thượng đó đã chết ở trên một cái cây lửa đó. Cái câu chuyện trong Gia Điêu Ký đó, quý vị nào có dịp nghe lại cái bộ Theo Dấu Đường Tăng, thì Pháp Hòa mượn cái bộ phim của Trung Quốc đóng năm 1986. Rồi từng câu chuyện trong đó Pháp Hòa phân tích theo cái nhìn của người tu, để chúng ta nương vào những câu chuyện đó mà chúng ta ứng dụng và thấy rõ trong cuộc sống hàng ngày. Nhà Phật á, thì thường dùng cái từ là quán chiếu. Chữ chiếu là mình soi, chữ quán là mình nhìn cho kỹ. Muốn nhìn cái gì thì phải soi vào, phải nhìn kỹ. Thì bất cứ việc gì trong cuộc sống này cũng có thể là một đề tài cho chúng ta quán chiếu hết. Đề tài về vô thường,
đề tài về nước, về lửa mà trong kinh Phẩm Phổ Môn hay dùng, nếu người bị nước trôi niệm Quan Âm thì liền tấp vào chỗ cạn, nếu người bị lửa đốt niệm Quan Âm thì lửa không có đốt được. Người đang đứng trên núi mà bị rớt xuống, bị người ta xô rớt xuống núi, niệm Quan Âm thì lơ lửng như mặt trời treo không. Ai có tụng Phẩm Phổ Môn nhớ mấy câu đó không? Thì nước ở đây là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho tham dục, nó cuốn trôi mình. Và nếu mình niệm được Quan Âm, nghĩa là mình nhìn lại để mình có thể thấy được cái bản chất của tham, và mình cần cái gì, mình tham cái gì, và cái tham này nó có đáng hay không, để rồi chúng ta được tấp vào bờ. Có nhiều khi mình tham những cái không cần thiết, thậm chí mình tham cho ai, không phải tham cho mình, nhưng mà rốt cuộc mình bị mang tiếng, ví dụ vậy đó. Cho nên rồi lửa đốt là gì? Đó là lửa của sân hận. Còn bị người ta xô xuống núi là gì? Tức là cái bản ngã của mình. Người ta hiềm khích, nhưng mà giống như mình đứng ở chốc núi tu di, bị người ta xô ngã, niệm sức mạnh Quan Âm như mặt trời treo không. Rồi mình đi tìm châu báu, trôi tới cái nước quỷ dạ xoa, niệm Quan Âm thì được cứu. Thì tìm châu báu là gì? Là mỗi người chúng ta đang đi tìm cái chân lý, cái lẽ thật, cái phương pháp, cái con đường để chúng ta sống, chúng ta tu. Nhưng mà trên con đường đi tìm châu báu đó đâu phải dễ dàng. Cho nên là mỗi người quý vị đi tu chùa có một ngày thôi đó, cũng là một ngày đi tìm châu báu đó. Nhưng mà nếu một ngày đó không khéo cũng bị quỷ dạ xoa nó xô mình ra khỏi cái biển đó liền. Cho nên phải thật là đề cao cảnh giác. Và thưa đại chúng, mình tu lâu á thì cái thô của mình có thể bớt hoặc là hết, nhưng mà cái tế nó còn. Tế là gì? Là vi tế. Thô là những cái thô thiển bên ngoài. Ví dụ như hồi đó ai chọc tới mình, mình nổi sân lên rõ liền luôn, nhìn thấy rõ luôn. Bây giờ cái lửa đó nó tắt rồi, nhưng mà cái lửa ngầm trong nó còn. Đó là gì? Hờn nó, giận nó. Cái đó, cái mà mình lửa cháy đó kêu là lửa phừng. Còn cái bên trong là lửa than. Nó có khi lửa tro nữa nha. Nhìn đống tro tưởng đâu là lửa nó tàn rồi, nhưng mà moi cái đống tro đó ra thì bên ở trong tro đó vẫn còn lửa. Cho nên ngày xưa có một người đệ tử đến, một người thầy muốn thử lòng. Ông đi tới cái đống tro đó, ông gấp cho tôi một miếng lửa. Người đệ tử đứng nhìn đống tro, chạy tới nói thầy: thưa thầy, tro tắt rồi, không có lửa. Ông thầy lại bươi tro ra, cầm lên cục lửa, hỏi: cái này là cái gì? Người đệ tử ngộ đạo, hai thầy trò nói chuyện thiền đó. Tại vì người đệ tử xin thầy dạy cho con tu. Ông thầy hỏi: trong tâm ông còn lửa không? Thì người đệ tử thấy mình tu khá rồi, dạ con hết sân à. Dạ thưa thầy, tro nguội không có lửa. Ông thầy mới lại bươi tro ra, bóc cục lửa nhỏ ra. Cái này là cái gì? Nghĩa là đừng có nhìn cái bên ngoài mà tưởng rằng trong lòng đó không có lửa. Tại vì cái bản chất của tham sân si mạn nghi ác kiến, cái chủng tử đó nó vẫn có trong mỗi chúng sanh. Nhưng mà đó là những chủng tử xấu. Rồi những cái chủng tử mà thiện nó có trong người mình không? Có. Nhưng mà bởi vì chúng ta không biết tưới tẩm. Nhưng vì không biết tưới tẩm cho nên hạt lành không mọc tốt tươi. Cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời. Quen lối bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời. Tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay. Bây giờ đại chúng ngồi nghiệm lại đây,
Mình sống tới tuổi này rồi, mình đi chùa cũng lâu, mình học Phật cũng nhiều, ăn chay cũng khá, cái gì mình làm cũng tốt hết á. Nghe đau khổ là trời ơi, hà tiện là tặng cho đủ chỗ hết á, mà cũng quanh quẩn trong vòng buồn giận mấy mươi năm hoài mất hết. Xem thường bảo vật trong tay. Bảo vật của mình là gì? Đó là sự sống nhiệm màu. Mình tức, mình giận, mình phiền não như những ngọn lửa nó ngấm ngầm. Quý vị thấy không? Có những cái cuộc cháy nó không phải từ những ngọn lửa, mà từ những cái mồi của một cái nhang, của một cái điếu thuốc. Cho nên người ta nói một cái cây cưa xuống có thể làm cả ngàn diêm quẹt, nhưng chỉ cần một diêm quẹt có thể thiêu rụi cả ngàn cây. Nhất tinh chi quả năng thiêu vạn phẩm công đức chi sơn. Một đốm lửa sân có khả năng thiêu rụi cả rừng công đức. Công đức mình làm thì cũng nhiều lắm, nhưng mà một cơn nổi sân lên thì tiêu hết. Cho nên nhiều khi mình hiền lành bao nhiêu năm mà tự nhiên một ngày nọ mình giữ lên, mình nói nó tiêu hết trơn. Cũng giống như mình bưng một cái chén thiệt là kỹ vậy đó, xuống tới nơi, có nhiều khi đi chơi, đi du lịch đó, mua một cái bình, mua một cái chậu gì đó, cái dĩa gì đó, thiệt là kỹ. Về tới nhà khui vali ra, sơ ý rớt cái đồ. Trời đất ơi, cả tháng trời, khiêng muốn chết, cưng như cưng trứng, về tới đây hứng đồ bể. Nhiều khi trong cuộc sống nó có những cái như vậy. Cho nên lửa tham, lửa sân, lửa si, vân vân. Ở trong kinh đó, nói về lửa, về nước nhiều lắm. Lửa có khả năng thiêu rụi tất cả mọi cây rừng. Nhưng mà Đức Phật nói, lửa cũng có khi mình được hiểu là gì? Lửa của trí tuệ, lửa của tinh tấn. Lửa của trí tuệ có thể thiêu rụi tất cả mọi cái mê lầm. Lửa của tinh tấn có thể thiêu rụi tất cả mọi sự lười biếng. Mà Đức Phật còn ví dụ, người tinh tấn giống như là hai cái cây gỗ mà chà với nhau. Chỉ cần dừng lại thôi là cơ hội phát lửa không có. Cho nên muốn phát lửa thì hai miếng gỗ phải chà với nhau một cách liên tục, không được dừng. Sự tu hành cũng vậy. Quý vị mà đi chùa mỗi Chủ nhật quen rồi đó, bữa nào mà giống như cái hồi Covid mà không được đi chùa một thời gian, có bắt đầu nó cũng quen rồi đó. Rồi bắt đầu hay mà Covid không được, cái mà không đi chùa được, cái chùa mở chương trình online, cái bây giờ tu online không. Không thèm đi chùa nữa, không buồn đi chùa nữa. Hồi xưa mình hát cái bài Thành phố buồn nhớ không em, ngày Chủ nhật ngày để đi chùa. Rồi bây giờ mình hát lại Thành phố buồn nhớ không em, ngày Chủ nhật mình cứ ở nhà. Cho nên là bên đạo Chúa ta kêu là Chúa Nhật, thì bây giờ mình gọi là Chùa Nhật. Ngày đi chùa. Chúa Nhật là ngày của Chúa. Bây giờ mình gọi Chùa Nhật là ngày của Chúa. Một tuần lễ 5 ngày, 6 ngày mình sống cho mọi người, cho bản thân, cho cuộc sống bình thường, thì dành nửa ngày Chủ Nhật để mình về chùa, mình ôn tập, tĩnh lặng, đi huân cái ngọn lửa tinh tấn đó đem về để mình tiếp tục, mình chăm lên, mình mồi lên, để cho suốt ngày hôm đó, suốt từng hôm đó. Không phải riêng dù đại chúng tại gia đâu, các vị xuất gia cũng vậy thôi. Cho nghỉ tụng kinh sáng chừng tuần là bắt đầu, từ ngày thứ 8 là bắt đầu hơi bắt đầu lười rồi. Cái gì cũng vậy hết. Cho nên ở trong chùa một năm chỉ nghỉ tụng kinh sáng được có một tuần lễ thôi, đó là cái tuần trước Tết, 25 âm lịch. Ở ngoài đời người ta đưa ông Táo 23, ở trong chùa đưa chư thiên ngày 25. Đưa chư thiên nghĩa là ngày hôm đó là mình đại khái, mình ý mình muốn nói là tiễn chư thiên để mình mạnh dạn, mình bước lên bàn thờ, leo lên tượng Phật, mình lau chùi, mình không có ngại. Mình nói vậy để mà mình ý là giống như là Phật còn ở đây và chư thiên xung quanh, thì mình leo lên sợ các ngài quở. Cho nên mình tuyên bố cái ngày lễ hôm nay là chúng con xin tiễn chư thiên,
Rồi bắt đầu chuông mỏ gác lên hết, mấy cái dùi chuông, dùi trống, dùi mỏ đem cất hết. Sợ có nhiều người ta không biết ta lên thỉnh, cho nên mấy cái dùi đem cất hết. Ngày hôm đó là tuần lễ đó là nghỉ tụng kinh. Bắt đầu hạ lư hương xuống, có thể leo lên bàn Phật, lau chùi, coi như mình làm tất cả sạch sẽ, chuẩn bị ăn Tết. Năm nghỉ được có 5 ngày thôi. Mình nói năm chú cũng trọn nữa, sáng 30 là lo cúng rồi. Rồi ngoài ra là tất cả thời khóa còn lại. Còn chùa mình đây á, tuần nghỉ được 2 buổi sáng. Sáng thứ bảy, mấy chục năm nay từ khi có mấy thầy nhỏ về chùa, tại vì mấy thầy á, sáng nào cũng phải thức sớm hết. Thôi Pháp Hòa nói thôi thứ bảy nghỉ học á, cho ngủ một bữa, rồi từ sáng cho 10 giờ bắt đầu sinh hoạt. Rồi chủ nhật là phải thức tụng kinh. Sáng thứ hai toàn chúng được nghỉ, tại vì ngày chủ nhật quá mệt rồi. Thưa đại chúng là bây giờ đó là lo trưa nè. Một lát quý vị dùng cơm xong quý vị về hết 2-3 giờ là cả chùa ra dọn cho tới tối. Dọn từ trong tủ lạnh, từ trong nhà kho, tất cả mọi nơi. Bữa nào có nhiều ngày dọn tới 11-12 giờ khuya. Nguyên ngày chủ nhật, nguyên một cái cuối tuần, thứ bảy chủ nhật, quá mệt. Rồi thì sáng thứ hai cho nghỉ, tối thứ hai tụng kinh tiếp. Thời khóa như vậy để làm gì? Có nhiều vị mới than, trời ơi đi tu mà thời khóa nó khích khao quá. Pháp Hòa mới nói khích vậy đó mà còn chưa ngủ nữa. Cho mệt như vậy để chi về phòng ngủ. Còn tỉnh quá, người ngủ không được, hay thuyết pháp cho người ngủ. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên lửa đây nó tượng trưng cho nhiều lắm, tùy theo cái nhìn. Ở cái mặt mà muốn hướng dẫn chuyện tu tập thì lửa như là những ngọn lửa tham sân. Nhưng mà lửa có khả năng thiêu rụi thì ở đây lửa trí tuệ cũng có khả năng thiêu rụi tất cả mọi cái ác pháp. Lửa tinh tấn nuôi dưỡng, nung nấu một con người tu tập. Cho nên Pháp Hòa hay dùng cái từ hồi mà thời Covid đó, thời khóa liên tục. Quý vị biết Covid mà mấy thầy ở chùa là coi như là tu ráo riết luôn đó. Một ngày học 2 lần tụng bao nhiêu thời kinh, không cho nghỉ. Tại vì sao? Đây là cái cơ hội. Mình còn làm việc thì thôi, chuyện đó tới mình ngưng. Có nhiều khi mình phải đình trệ cái thời khóa của mình. Nhưng mà một năm, lúc mà năm 2020 mà Covid gọi là cực kỳ nguy hiểm, điểm đỉnh điểm là ở đây tu ráo riết. Sang trưa chiều tối thời khóa liên tục. Nhờ như vậy đó, bây giờ nhìn lại những bài giảng Pháp Hòa hạnh phúc, những gì Pháp Hòa muốn nói với các thầy trong bao nhiêu năm qua nói không hết. Bởi vì nói bữa nghỉ 3-4 bữa, suốt thời một năm ở nhà mỗi ngày nói 2 lần, trưa 2 giờ, chiều 6 giờ. Sáng 6 giờ tụng kinh, 10 giờ, 9, 10 giờ tụng kinh, chiều 4 giờ tụng kinh, tối 7 rưỡi tụng kinh. 4 thời kinh, 2 lớp học, trú dạ lục thời hằng kiết tường, ngày đêm 6 thời được an lành. An lành trong mỗi giây, mỗi phút. Ai mà bị Covid mất, đám tang ở nhà hoàng, Pháp Hòa đi hết. Mấy thầy không ai đi hết, mình qua đi thôi. Tại vì mình làm chủ thì mình phải chịu. Nhưng mà không bỏ đám tang nào hết. Thậm chí có những người họ bệnh, gia đình họ không dám tới, giao luôn cho thầy. Pháp Hòa tự nấu cơm, tự mua nhang, mua đèn, tự đem tới, tự cúng, tự thiêu, tự làm hết, làm gia chủ mà làm thầy đám luôn. Hôm nay mình học tiếp Kinh Pháp Cú, câu 137, 138, 139, 140, 4 câu này nó dính chung. Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe. Dùng trượng phạt không trượng, làm ác người không ác. Trong 10 loại khổ đau, chịu gấp một loại khổ. Đó là một câu. Câu 138. Hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt, hay loạn ý tán tâm. Câu 139. Hoặc
hoặc tai họa từ vua, hoặc bị vu trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị mất, bị nát tan. Câu 140. Hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai thiêu đốt, khi thân hoại mạng chung, ác tuệ sanh địa ngục. Đó là bốn câu kệ. Đây là câu nguyên Trường Hàng. Nếu lấy dao gậy hại người toàn thiện, toàn nhân, lập tức kẻ kia phải thọ lấy đau khổ trong 10 điều. Nghĩa là mình đối xử xấu ác với một người toàn nhân toàn thiện thì đây là quả báo của 10 việc làm ác đó. Thứ nhất, thống khổ về tiền bạc tài, xin lỗi, thống khổ về tiền tài bị tiêu mất. Hai là thân thể bị bại hoại. Ba là bị trọng bệnh bức bách. Năm là bị tán tâm loạn ý. Sáu là bị vua quan áp bức. Bảy là bị vu quan trọng tội. Tám là hoặc bị quyến thuộc ly tán. Chín là tài sản tan mất, phòng ốc nhà cửa bị giặc thiêu đốt. Cuối cùng là chết đọa địa ngục. Đó là 10 cái quả mà của một người làm ác. Xin nói lại 4 câu này. Tại sao gọi là dùng trượng phạt không trượng? Cái chữ không nghĩa là không có gậy, lấy gậy đánh người không có gậy. Giống như mình nói đơn giản là lấy gậy mà đánh người tay không. Mà cái người tay không ở đây là tượng trưng cho người hiền. Cho nên gọi là dùng trượng phạt không trượng. Làm ác người không ác. Nghĩa là mình làm ác với cái người họ không ác. Cái người ta không xấu mà mình cứ đối xử xấu với người ta. Người ta không gây hấn với mình mà mình cứ gây hấn với người ta. Người ta giữ im lặng với mình mà mình cứ đem người ta ra mình chửi bới hoài. Thí dụ vậy. Thì đây là những cái việc làm mà nhất là nếu lỡ mình mắng chửi nhầm cái người họ có đạo đức, họ có cái hạnh đức, hay nói cách khác là bậc thánh, thì mình sẽ bị tổn. Ở đây bản thân người đó không có phạt gì mình đâu, nhưng mà nhân quả nó tự chiêu. Nhân quả nó tự chiêu. Pháp Hòa ví dụ, mình đi ra đường, mình ỷ mình lớn con, mình đánh một đứa nhỏ, thì cái đứa nhỏ đó có thể nó là con cháu gì của mình, hay bận quá là nó là một người bên đường, nhưng mà tại vì nó nhỏ con, nó hiền quá, nó không đánh lại mình, cho nên nó chịu ngồi đó đánh, nó cho mình đánh nó. Nó đâu có quyền hạn gì để nó phạt mình đâu. Nhưng mọi người đi ngang thấy cái điều mình làm, người ta sẽ tự can dự vào đó. Thì người ta phone cảnh sát. Ở đây là quý vị biết không, cái chuyện đó bình thường lắm. Người ta nghe cái nhà kế bên đó, mà người đó hành hung một con thú, hành hung một đứa nhỏ, tự động người ta gọi cảnh sát à. Gần chùa mình hồi xưa có một cái gia đình đó, người Tây Phương đó, mùa đông họ có con chó, mà bữa đó trời lạnh mà họ quên mang nó vô. Trời, con chó nó lạnh đó. Nó lạnh rồi nó tru, nó hét suốt đêm, nó sủa suốt đêm. Hàng xóm gọi liền. Hàng xóm gọi cảnh sát không phải vì cái tiếng sủa con chó họ ngủ không được, mà họ thưa cái gia đình đó đã đối xử với con chó không tốt, đã đem một con chó để ở ngoài lạnh như vậy. Cho nên người Tây Phương ở đây họ quý thú vật lắm. Mà họ thấy mình mà đối xử với một con chó con mèo mà theo cái kiểu hành hung đánh đập là họ có thể họ gọi cảnh sát. Hôm rồi trên Tây Thiên có một con chó, nó đi vô trong cái đất của chùa, rồi nó lẩn quẩn suốt ngày ở đó, nó không chịu đi đâu hết. Có lẽ nó đi lạc, nó không biết đường về hay sao. Mà quý vị biết không, mấy em trẻ đó, nó lên đó cả tuần lễ nó sinh hoạt, rồi nó thấy có một con chó trên đó. Vậy mà nó đi cái county xung quanh, nó cuối cùng nó tìm ra được cái nhà chủ nhân của con chó đó, để nó chở con chó đó, nó trả lại cho cái nhà đó. Rồi trong một cái năm đó có một cái khóa tu, có một con mèo nó có mang, nó đến Tây Thiên rồi nó chui ở dưới một cái chiếc xe, một cái hái gì nó xanh, đâu cả chục con vậy đó.
Trời ơi, mấy đứa nhỏ nó mừng như là lượm được vàng, nó hùng tiền, nó đi dollar store, nó mua một nhà đô. Đứa mua mền, đứa mua đồ nằm, đứa mua cái chén cho mèo ăn, nó mua đủ thứ, nó về nó bày nguyên một khu vực cho mèo. Mình có thích không thích cũng không dám nói. Nói mình không có từ bi. Người ta mình quan niệm á, chó gì mèo đến nhà thì khó mà chó đến nhà thì hên, cho nên mình gặp con mèo là mình không thích, thí dụ vậy. Nhưng mà nếu mình nói như vậy, nó nói mình kỳ thị, nó nói mình tầm bậy. Thích không thích gì, nhưng mà mình sống ở đâu mình phải hiểu cái văn hóa đó. Cho nên thấy mấy đứa nó hùng tiền với nhau, nó đi mua một xe đồ về, Pháp Hòa hỏi mấy đứa đi đâu, nó nói có 10 con mèo mới sanh, tụi con hùng tiền lại để lo cho mèo. Nó trời ơi, tu hành gì cũng có mèo. Cho nên thưa đại chúng là dùng trượng phạt không trượng. Cái không trượng là không có gậy, tay không. Mình lấy, ví dụ mình á, người ta hiền lành, người ta không biết chửi mình, nhưng mình dư sức, mình dư từ ngữ mình chửi, thì mình cứ chửi thoải mái, mát miệng mình thôi. Nhưng mà nhân quả nó không tha, người đó không có làm gì mình hết, họ không có rủa xả gì mình, không có thương kiện gì mình hết. Nhưng mà trên đời có những cái chuyện người ta thấy bất bình thì người ta rút dao tương trợ. Mình hành hung một người khác, mình ăn hiếp một người khác, thì người khác thấy bất bình người ta sẽ ra tay. Cho nên đó là cái nhân quả. Dùng trượng phạt không trượng, làm ác người không ác. Mình cứ làm ác với người họ không ác. Mà trong cái văn trường Hàn gọi là lấy dao gậy hại người hoàn, hại người toàn thiện toàn nhân. Người toàn thiện toàn nhân là tượng trưng cho không trượng và không ác. Thì mình hành xử như vậy thì mình sẽ gặp 10 cái quả báo. Trong này mới kể ra 10 thứ quả: đau khổ vì tiền bạc mất mát, thân thể bị hư hoại, thân thể bị bệnh hoạn, tâm ý tán loạn, bị vua quan bức bách, bị vu trọng tội, quyến thuộc ly tan, tài sản bị tiêu diệt, nhà cửa bị thiêu cháy, chết đọa vào cảnh khổ. Cái câu kinh Pháp Cú này á, Đức Phật nói là do cái vấn đề ngài Mục Kiền Liên. Hồi nãy quý vị có nghe kinh kinh soi gương không? Cái kinh soi gương đó không phải Phật nói. Kinh soi gương đó là do ngài Mục Kiền Liên dạy cho các sư đệ của mình. Này các bạn đồng tu, giả sử như có những người cùng tu đến nói với nhau rằng: xin các bạn hãy nói chuyện với tôi, xin các bạn hãy chơi với tôi, hãy chuyện trò với tôi, nhưng mọi người từ chối không dám. Thì người đó phải nhìn lại vì sao mà mình bị người ta từ chối chơi với mình, vì sao mình bị người ta từ chối không dám tới gần mình. Có thể vì mình thường hay cấu kỉnh, nói những lời cấu kỉnh khó nghe. Có nhiều khi mình mượn oai hùm, có nhiều khi mình chỉ trích, mình mã lị người khác, vân vân. Và những đức tính đó không ai dám tới gần mình, không ai dám nói chuyện với mình. Ngày ngày Mục Kiền Liên dạy rất kỹ trong cái bài kinh hồi nãy, nếu quý vị nghe và tư duy. Nhưng mà quý vị biết ngài Mục Kiền Liên là nổi tiếng là người có thần thông. Vậy mà cuối cùng quý vị biết ngài Mục Kiền Liên chết bằng cách nào không? Ngài bị một nhóm người đánh chết ở trước cửa Tịnh Xá Trúc Lâm. Và khi ngài Mục Kiền Liên bị đánh đến nỗi sắp chết, cái giây phút sắp chết, thì Ngạ Nang mới hỏi ngài Mục Kiền Liên: sư huynh, sư huynh là một người có thần thông như vậy, tại sao khi người ta đánh sư huynh không dùng thần thông chạy trốn đi, bay lên trời đi, tại sao phải để cho người ta đánh mình như vậy? Thì ngài Mục Kiền Liên trả lời: khi nghiệp lực nó đến, một chữ thần còn không được, đừng nói tới chữ thông. Khi nghiệp lực nó đến, hai chữ thần thông bình thường mình nói ào ào, nói mạnh dạn vậy đó,
Vậy mà nghiệp lực nó đến, một chữ thần còn không nhớ thì lấy gì nhớ chữ thông. Như Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe, ở đây có một bác Phật tử, khi bác bệnh nặng sắp mất, Pháp Hòa vào bệnh viện thăm bác. Pháp Hòa nhắc bác: "Bác ơi, nhớ niệm Phật nghe bác." Quý vị biết bác nói rất thật như thế nào không? "Thưa thầy, cái thân mà nó đau bệnh rồi á, một chữ niệm cũng không nhớ, nhớ tới chữ Phật. Kêu niệm Phật mà bác nói lúc đó một Nam A Di Đà Phật, bác nói một chữ A mà nói không nổi nữa thì nói làm gì tới bốn chữ A Di Đà Phật." Thế mới biết rằng á, nhất triêu ngọa tật tại sàng, chúng khổ quanh triền bức bách, hiểu tịch tư thổn tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang vị tri hà vãng. Thế mới biết một sáng nào mình nằm bệnh trên giường rên hì hì đó, nhất triêu ngọa tật tại sàng, các cái khổ nó quanh mình nó bức bách, chúng khổ quanh triền bức bách. Giây phút đó hiểu ra rồi, hiểu được rồi thì sao? Tâm lý quá lo lắng, tại vì mình đã không lo tu về trước. Không lo tu lúc trước khỏe không lo tu. Hiểu tịch tư thổn tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang, đường phía trước thì quá là mờ mờ mà không biết đi về đâu. Tự hận tạo bất dự tu. Tự mình đã hận, đã trách mình, tự trách mình lúc khỏe không lo tu. Tự hận tạo bất dự tu, sớm trước đó mình không lo tu, thì bây giờ đây là cái quả. Khi mình khỏe đó, nói cái gì cũng được hết á. Nhưng mà khi mình nói cho hung đó, phải nghĩ cái lúc nằm trên giường bệnh. Mà mình càng không dễ thương thì ai tới thăm mình? Lúc đó rên với ai? Lúc đó rên với ai? Và ai là người ôm ấp, là vỗ về mình? Cho nên trong bốn loại nghiệp, theo cái luận thắng pháp đó, trong bốn loại nghiệp thì cái nghiệp giây phút đó gọi là cận tử nghiệp. Thưa đại chúng, thắng pháp yếu luận có bốn loại nghiệp: một là cực trọng nghiệp, hai là cận tử nghiệp, ba là tập quán nghiệp, bốn là tích tụy lý nghiệp. Bây giờ Pháp Hòa giải thích sơ cho đại chúng nghe thế nào gọi là cực trọng nghiệp. Nếu người nào phạm vào tội giết cha, giết mẹ, làm thân Phật ra máu, nghĩa là tự mình do tức giận, do kỳ thị đập đổ những cái tượng của bác Phật Thánh, tất cả những cái đó gọi là cực trọng nghiệp, khỏi cần 49 ngày. Cho nên trường hợp cúng 49 ngày đó là cúng cho mình, con người mình nó có tội và thiện và ác nó trộn rộn, cho nên trải qua 49 ngày để rồi gì, để phân biệt, để mà phân xử coi cái nào nặng cái nào nhẹ. Nhưng có những người không cần qua 49 ngày đâu. Nếu cái người đó họ cực kỳ của thiện, họ không cần trải qua 49 ngày, họ lập tức tái sinh vào cái cõi lành mà họ đã tích lũy. Nhưng mà những người nào mà họ cực kỳ ác, khỏi cần 49 ngày, họ vừa tắt thở, thân hoại mạng chung đời này, lập tức đi tái sinh theo cái nghiệp xấu của họ liền mà không cần trải qua 49 ngày, thì cái đó gọi là cực trọng nghiệp. Nhưng mà cực trọng nghiệp nó hai loại: thiện hay là bất thiện. Cực trọng nghiệp thiện thì sanh lên, cực trọng nghiệp ác thì đi xuống, mà không cần mình có cầu gì cũng vô ích. Cho nên con người của mình á, không biết mình thiện bao nhiêu, không biết ác bao nhiêu. Cho nên khi mất ra mình cúng 49 ngày là để làm gì? Để cái cơ hội tạo phước cho mình. Pháp Hòa hay ví dụ vậy nè. Đời sống hàng ngày của chúng ta đó, chúng ta đi làm có nhiều tiền bỏ vô nhà băng, dành dụm đó để làm gì? Để chi dùng. Điều đó đúng thôi, tại vì đời sống là phải cần có tiền, cho nên đi làm dành dụm, bỏ tiền vô trong ngân hàng để dành xài, dành dụm. Cái đó là tích lũy, tích lũy nghiệp. Nhưng mà quý vị dành dụm tiền, nhưng mà đừng quên dành dụm cái phước.
Có cái việc gì mình làm phước được làm đi, để bỏ vô cái ngân hàng phước. Tại vì nếu mà chỉ lo tìm đi kiếm tiền, bỏ cái ngân hàng tiền không, phước nó không có, tiền nó cũng dễ mất. Tại phước không có thì bị con nó phá nè, ăn trộm nó vô nè, nước nó trôi nè, lửa nó cháy nè. Cho nên rồi á, mình không có phước á, mình không có biết cách xài tiền, bị người ta dụ dễ quá. Cho nên phải có phước. Mà bây giờ muốn tìm phước tìm đâu? Dễ lắm. Một lời nói, một hành động, một cái suy nghĩ thiện cho ai là phước hết. Cho nên mà ráp lại mà không có chuyện gì tốt của người ta mà nói đó, chừng ngày đó mình nhìn là mình, ủa sao sáng giờ tôi không có cái gì tạo phước mà toàn là nói gì đâu không à? Thành thử cái ngân hàng phước của mình nó giảm, chi quá chừng. Thành thử mình chi phước nhiều, mình không tích lũy phước. Cho nên đi làm kiếm tiền mỗi ngày không có xấu, nhưng đừng quên tạo phước. Thí dụ quý vị đi ngang một cái người bệnh ở trong bệnh viện, mình đi thăm bệnh á, mình thăm chị A, tại chị quen với mình. Nhưng mà trên đường mình đi vào cái hallway có nhiều người bệnh hơn nữa, khác bệnh là mình ngồi, trong tâm mình khởi lên: nguyện cho tất cả các vị này gặp thầy, gặp thuốc và giảm được những cơn bệnh. Mình đi thăm chị A thôi, nhưng mà nhờ chị A, chị ở trong bệnh viện đó mà mình thấy được cái vô thường lão bệnh, cho mình khởi được cái tâm từ, mình rải ra cho các vị đó, cái mình đi thăm bệnh ra mình có được chút phước. Thăm được chị A là một phước rồi, cầu nguyện luôn cho ông B, ông C, ông K, ông F gì đó, tích phước. Mà quý vị nghĩ coi, trên đời này hãy mở miệng mà ai thấy ai mà tốt tốt ấy, thí dụ thấy người đó con thương, trời chị có phước quá. Thấy chồng thương, chị có phước quá. Thấy người đó sống dư giả, trời chị có phước quá. Thấy người đó làm ăn được, cái chị có phước quá. Đâu cần phải Phật giáo đâu, không cần phải là đạo Phật, bất cứ ai mà thấy người ta có những điều kiện gì tốt, cái mình nói chị có phước quá. Vậy mà mình không tạo phước. Người ta có phước là tại người ta tạo. Bây giờ mình kiếm tiền thì hơi khó, chứ kiếm phước không khó. Nhưng mà muốn mất phước cũng dễ lắm. Tại vì chỉ một lời nói, một hành động, một cử chỉ. Cho nên trong Bồ Tát giới ha, mình có bản chất của tham nha. Cho nên có duyên tham nha, cách thức tham nha, nghiệp tham nó hình thành nha. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, những cái người mạo danh Pháp Hòa, hay là các thầy hay các vị khác mà để lường gạt người khác đó, người đó có cái nhân tham. Rồi cái duyên tham là gì? Là duyên tham là họ có phương tiện Facebook, họ có phương tiện liên lạc qua những cái đường dây Internet, họ có phương tiện là nhân dịp các vị đó được mọi người thương quý, lợi dụng tên tuổi các vị đó, gọi là nhân tham. Vì mình có cái nhân tham cho nên mình có cái duyên tham, rồi mình nghĩ ra cái cách tham. Cái cách tham là gọi là phương tiện tham, cách tham, duyên tham, nhân tham, phương tiện, duyên và cách thức. Ba cái này nó kết hợp lại, nó thành ra cái nghiệp tham. Đó, giờ gạt người ta được, ta mới chuyển 300 mấy đô. Mình không có nhân tham, không có duyên tham, không có cách thức tham, làm gì có nghiệp tham. Cho nên nó sẵn, ví dụ như mình nó thích, có cái tính thích hay làm boss người khác. Gặp có những người ta tới, người ta hiền lành, người ta nhút nhát, người ta không dám nói gì về mình hết, cái bắt đầu mình mặc tình, mình ra oai. Thành thử ra sẵn mình có cái tính ra oai, gặp đúng người sợ oai. Rồi mình nghĩ ra cách thức nào để mà hâm dọa người ta ra, thành ra cái nghiệp, thành ra cái nghiệp ra oai. Thành thử ra Bồ Tát giới dạy rất kỹ, có nhân, có duyên, có cách thức. Cho nên ba cái đó nó hợp lại, nó thành ra cái nghiệp. Nhân tham, duyên tham, cách thức tham, tạo thành ra nghiệp tham. Cho nên cái đầu tiên là cực trọng nghiệp. Thì bây giờ á, cái người mà cực trọng nghiệp này thì thôi khỏi nói rồi. Nhưng mà có một cái loại nghiệp mà chúng ta nằm, chúng ta sắp sửa nó kề cận với cái chết đó, là cận tử nghiệp. Ví dụ
Có những người á, sắp chết cái bắt đầu sanh tật, chửi bậy, tánh tình kỳ cục, nghi ngờ, hung dữ hơn hồi xưa. Có những cái tánh nó thay đổi lạ lùng về cái tuổi già. Hay là họ nằm trên giường bệnh, họ hét lên: đừng có rượt tôi, đừng có rượt tôi, lấy đồ của tôi kìa, lấy đồ của tôi kìa. Họ ha, họ hét những cái hình ảnh mình không thấy. Đó là cận tử nghiệp. Chữ cận là kề cận. Cái nghiệp mà nó sát cái cửa tử của mình đó. Cho nên á, bây giờ muốn mình giảm đi cái cận tử nghiệp xấu á, thì cuối cùng phải trở lại cái thứ ba là tích lũy. Ráng tích lũy cái tốt, để lúc mà già nó cái đó nó đi ra. Hằng ngày nó đi ra. Thí dụ ha, bây giờ quý vị tích lũy kinh ở trong người của mình. Pháp Hòa có một bà cụ, bà 93 tuổi, lâu lâu bà nằm mớ. Mà quý vị biết bà nói gì không? Bà mớ nguyên một thời kinh. Bà ngủ bà mớ nha, mà bà nói: đại từ đại bi mẫn chúng sanh, đại hỷ đại xả thế hàm thức, tương hảo quang minh vô đẳng luân, vân vân. Bà tụng nguyên một cái thời kinh trong khi bà mớ. Vậy thì bà cụ này có cái gì nghiệp? Tích lũy nghiệp. Mình hằng ngày mình nhớ kinh, nhớ những câu hay để mình để trong lòng mình, tích lũy đó. Để chi? Khi đụng chuyện gì nó đến, mình có câu đó ra mình nói. Ví dụ như mình tức giận quá, cái mình nhớ lại cái bài kệ: mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ. Cái bài đó hôm nay Pháp Hòa dạy cho mấy chú nhỏ trên Tây Thiên, cái bài đó còn lưu trên bảng, không biết có ai nhớ không ta? Ngài ngồi đó ba lần đó mà không biết có nhớ không nữa. Em thấy nhiều người tụ lại chỗ đó đó mà không biết tụ nhịn bảng hay nhìn ai. Mang áo của người tu. Tại sao Pháp Hòa không bôi cái bảng đó? Không cần thiết để bôi kệ. Một bài kệ tốt, kệ hay, để đó đi coi ai có đọc, có thuộc gì không. Mà không biết có ai thuộc không. Mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời thảnh thơi, mang vui cho trần thế. Nếu mà mình thuộc được cái bài đó, nó tích lũy trong cái đầu mình á, thì khi bất thiện nghiệp nó đến á, cái mình nhớ là: mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ. Mình đã nói rồi, nguyện sống đời thảnh thơi, mang vui cho trần thế. Cho nên á, mình thuộc nhiều kinh, thuộc nhiều bài kệ tốt lắm. Tại vì nó là một loại tích lũy nghiệp. Nó sẽ trợ giúp cho mình trong lúc cận tử nghiệp. Và nếu mình thiện được khá nữa thì khỏi cần qua 49 ngày thì là cực trọng nghiệp, thiện hết. Còn ai có cúng cho mình 49 ngày là extra, là bonus, là cho thêm tốt. Mình có 100 ngàn đi chơi rồi mà con nó không biết, nó cho thêm 50 ngàn nữa, dạy gì không lấy. Ví dụ vậy đó. Tức là mình có cái phước rồi, ai cho thêm phước là tốt. Rồi bây giờ cái thứ ba là gì? Cái thứ tư là gì? Tập quán nghiệp. Những hành động từ tập quán cá tính con người, tập quán của nghiệp tốt có thể giúp chúng ta hoan hỷ khi chết. Cho nên quý vị tập đi. Tập là gì? Huân tập cho thành một cái thói quen dễ dãi. Có vị lên hỏi Pháp Hòa: thầy ơi, làm sao chết cho nhanh? Làm sao chết mà không bị, không có khó khăn? Nói chung là chết dễ dàng á. Đơn giản lắm. Sống dễ dàng. Sống đừng có khó dễ với ai. Bây giờ mình muốn mà không được thì phải nhẹ nhàng thôi. Nó đơn giản vậy à. Thí dụ bây giờ mình nói thèm cơm, mà giờ người ta không có cơm, có cháo à. Rồi nhẹ nhàng ăn cháo là khỏe ru à. Còn đằng này á, ăn cháo nhưng mà tức nó hoài, dặn nấu cơm mà không nấu, mời tới ăn cơm mà rốt cuộc đãi cháo. Nói tùm lum tà la ra mà cũng ăn chén cháo. Phải chi mình dễ dàng được như vậy. Cái sống mình dễ thì cái chết không có khó. Cho nên cái nhân sao, cái quả nó vậy. Hôm qua Pháp Hòa dạy, Pháp Hòa hướng chia sẻ với đại chúng cách Pháp Hòa dạy mấy thầy mấy chú đó.
nói là không được ăn cắp. Nhưng mà cái quả mình ăn cắp là từ đâu mà ra? Từ cái nhân mình tham. Cái nhân tham nó dẫn tới quả ăn cắp, mà cái nhân không tham thì dẫn tới quả không ăn cắp. Cho nên mình phải có tập quán nghiệp. Tập quán là gì? Là những cái tập tục. Pháp Hòa ví dụ nè, mình cúng trên bàn thờ của người Việt Nam mình đó, để cái cặp, để ba đôi đũa đó, là có phải là một loại tập quán không? Tại vì mình người Việt Nam, mình ăn cơm bằng đũa, cho nên hãy nói cúng cái bày đũa ra. Bây giờ thí dụ, bây giờ mình nói với một người Tây Phương là bày một cái bàn thờ cúng, họ để ba cái nĩa được không? Đó là tập quán của họ. Tự nhiên ta đang để ba cái nĩa dẹp hết trơn, nó không cúng phải cúng đũa. Tập quán đó, cái tập quán của mình đó, đâu có một cái luật lệ nào quy định. Bộ thế giới này có mình ăn đũa cái bắt mọi người ăn đũa hết à? Mình đưa đũa, mình đưa muỗng cho người Ấn Độ vô ích. Pháp Hòa đi trai tăng với mấy thầy người Tích Lan, họ dọn cơm cho mình á, là họ dọn có đũa, à, xin lỗi, có nĩa, có muỗng nha. Mà họ dọn cơm cho các sư Tích Lan là không có gì hết, tại vì các sư ăn bốc, các sư trút cà ri vô rồi các sư mới cầm cái tay, các sư gom về, các sư bỏ nguyện, các sư ăn xong rồi phát người cái tô rửa tay, phát khăn cho Lào. Tại họ biết mình người Việt Nam, không phải cái tập quán mình không phải ăn bốc. Nhưng mà nếu như mình tập quán những cái xấu thì đây là nó tích vào trong đó. Cho nên nghiệp có bốn loại ha. Thứ nhất là gì? Thập thuộc đi. Thứ nhất là gì? Cực trọng nghiệp. Thứ hai là cận tử nghiệp. Thứ ba là tập quán nghiệp. Thứ tư là tích lũy nghiệp. Đời sống hàng ngày của mình, những cái phong tục tập quán của mình, mình huân cái tốt thì nó thành ra cái tốt. Mình huân cái huân tục tập quán xấu, nó thành ra cái xấu. Rồi những lời nói, những cái câu từ nào mà nó hiền lành, nó rơi trong tâm mình, gọi là tích lũy thiện. Nó là tích lũy nghiệp mà thiện. Nhưng mà ngược lại, mình tích lũy những cái không lành mạnh thì cũng là một loại tích lũy nghiệp, mà tích lũy nghiệp xấu. Người ta đụng tới mình cái là thôi, những cái chữ đó nó đi ra nó chửi ngọt luôn. Còn nếu mình có những câu hiền lành thì nó đi ra những câu đó. Cho quý vị thuộc kinh nhiều rất tốt. Nghe kinh, thuộc những cái câu kinh, không cần thuộc chữ Hán, thuộc tiếng Việt cũng được. Một bài sám hay như vậy đó, mà quý vị thuộc một đoạn là cũng khá rồi. Ví dụ như câu hồi nãy đó, mình tụng á: nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu, nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài, tập từ bi hành hỷ xả, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Trời ơi, mấy cái câu đó nó ở trong tâm mình rồi đó. Đụng chuyện gì mình nhớ trực tới nó, mình chuyển được, mình hạnh phúc ghê ốm lắm. Những khi mà mình chuyển được cái tâm xấu của mình, giây phút đó đó, mình mừng lắm. Không biết ở đây có ai có cái tâm trạng đó không? Quý vị mà hôm nào thắng được một cơn giận, quý vị mừng. Thì trong kinh gọi, trong kinh hay diễn tả đó, chư thiên rải hoa. Phật nói pháp xong chư thiên rải hoa tán dương. Hoa đó là gì? Là tượng trưng cho cái đẹp, cái niềm vui. Khi nào mình thắng được những cái xấu dở trong người mình, mình tăng trưởng lên một cái niềm vui lắm. Hôm nay mình giỏi quá, sáng sớm bị kiếm chuyện, mà mình nhìn lại mình thấy người ta không có chuyện gì để mình kiếm hết, mình vui quá. Người ta nhìn mình đủ chuyện để kiếm hết. Có một ở chùa có sư cô Pháp Huệ đó, mỗi lần Pháp Hòa chọc cái cổ cô nói tối ngày cứ kiếm chuyện hoài. Pháp Hòa nói tại vì cô có nhiều chuyện cho người ta kiếm. Quý vị nhớ bốn loại nghiệp ha: cận tử nghiệp, cực trọng nghiệp, cận tử nghiệp, tập quán nghiệp và tích lũy nghiệp.
ráng tích lũy cái thiện, ráng có những cái tập quán tốt, ráng có cái gọi là hai cái này nè, nó sẽ giúp cho mình ở cái chỗ cận tử hay là ở cái chỗ cực trọng. Còn nếu lỡ á, mình có người thân mà sắp chết mà la hét ở trên giường bệnh vậy đó, quý vị phải đại diện cho người đó, sám hối cho vị đó, niệm Phật trì chú sám hối cho vị đó. Con xin thay mặt cho mẹ con tên là gì đó, xin thành tâm sám hối tất cả những nghiệp chướng từ vô lượng kiếp cho đến đời này. Thật ra đó, mình thay thế một chút thôi nhưng mà đỡ chút. Vì sao? Vì mình với người đó có liên đới. Và cái lúc người đó đang như vậy đó, mình khai thị họ rất tốt. Má ơi, má dặn lại, má niệm Phật theo con nè. Lúc đó đó họ thấy những hình ảnh trên họ hét, thì bây giờ mình ở đây mình phải giúp họ trở lại. Má tỉnh, má niệm Phật, mình niệm Phật giúp cho cái người đó chuyển hướng. Bởi vì tâm cái họ đang thấy cái hình ảnh cho nên họ tác động, mà mình không giúp họ, mình ở bên ngoài mình phải giúp họ. Cũng giống như một người nằm mớ, người ta đang dẫn trong nhắm mắt, họ mớ họ la, mình tới mình dỗ, tỉnh, đừng có sợ, họ giật mình dậy, tất cả những hình ảnh đó vẫn còn, mồ hôi họ tuôn ra, mình có mặt, mình comfort họ, mình làm cho họ đỡ đi. Cho nên á, mình gặp người thân nào mà cận tử nghiệp xấu đó, sám hối, giỏi nữa mượn thủy sám về tụng cho họ, bất cứ một loại sám hối nào. Còn nếu quý vị không thời gian, cứ trì chú vãng sanh, cứ trì cái chú vãng sanh quyết định chơn ngôn Nam Mô A Di Đà Bà Già đó, trì cái chú đó càng nhiều càng tốt. Tại vì cái chú đó là giúp cho tiêu nghiệp, tiêu tội. Pháp Hòa thường chia sẻ với đại chúng, một người dâu nuôi mẹ chồng bệnh tâm thần bằng trì chú vãng sanh đó mà bà già hết bệnh. Đây là một chuyện thật ở Canada này. Chị Phật tử này là dâu của bà cụ này và là một Phật tử hiểu đạo. Mẹ bệnh tâm thần từ trẻ, không bác sĩ chịu thua và tuyên bố một câu là bà này sẽ mãi mãi bệnh thần kinh, bệnh tâm thần. Khi cô chấp nhận lấy người chồng, cô biết mẹ chồng mình bệnh đó, rồi cô không đi làm, chồng đi làm ở nhà nuôi. Cô ở nhà cô tắm rửa cho bà, cô nấu ăn cho bà, cô chăm sóc cho bà bằng một câu chú đó thôi. Bất cứ lúc nào cô cũng trì câu chú đó. Một thời gian sau bà hết bệnh. Tại vì thường thường con người mình chỉ có hai việc thôi, phước với nghiệp. Mà phước hết thì nghiệp có mặt, mà nghiệp hết thì phước tới. Cũng giống như bây giờ mình khỏe với bệnh thôi, bệnh mà hết thì mình khỏe. Mà bây giờ thưa đại chúng, có ai muốn biểu lộ mình bệnh đâu. Nhưng mà mình bệnh trong người, cười không có nổi, ăn không được, nói không được, cái gì nó cũng mất sức hết. Tại mình không muốn, nhưng mà hết lực rồi. Nhưng mà sức khỏe nó có mặt rồi thì mình bình thường. Phước nó hết rồi, nghiệp nó tới, con người mình trùng xuống liền. Và nghiệp nó hết rồi, phước nó tới, như là cái cây nó bị héo mà nước đủ rồi, nó tự nó vươn lên, nó bung hoa ra. Ở đây quý vị có bị những cây cúc, cây bông mà mình trồng trong chậu mà quên tưới nước á, nó gục bông hết. Trường hợp đó quý vị tưới không được đâu, quý vị phải ngâm. Mở một bồn nước ấm ra, ngâm nguyên cái bình nó vô đó. Nó rút đủ nước rồi, nó tự nó đứng thẳng lá, thẳng hoa lên hết. Mỗi lần Pháp Hòa ngâm mấy cái chậu hoa đó, Pháp Hòa hay tưởng tượng giữa phước với nghiệp của một con người mình. Giữa cái tu và cái không tu, giữa cái hiểu đạo và cái không hiểu. Cho nên đó, đối với người trí, nhân quả họ không sợ. Họ không sợ cái quả, họ chỉ sợ nhân thôi. Tại vì cái quả là cái đã có mặt, còn cái nhân là cái mình tạo. Cho nên lúc mình tạo nhân mình đâu có sợ, vì đó là cái cách sống của phàm phu. Lúc tạo nhân không sợ, mà lúc quả tới mới ngán. Còn các bậc mà người ta có trí một chút á, người ta thấy được cái quả cho nên người ta không dám tạo nhân. Người ta thấy được cái quả rồi, họ không dám tạo nhân đâu. Tại vì mình tạo ra đó rồi, cái quả nó tới ai chịu. Cho nên trong chùa thường có câu, phải không? Bồ Tát
sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Phàm phu thì lúc tạo nhân không ngán, chỉ sợ cái quả nó tới thì réo. Còn bậc trí, bậc Bồ Tát thì lúc tạo nhân rất sợ, mà quả nó tới thì các ngài không lo. Vì sao biết không? Nó đã tới thì phải chịu. Người Hoa có câu như thế này: đã là phước thì không phải là họa, mà đã là họa thì không thể tránh. Đã là phước thì không phải họa, mà nếu nó là họa thì làm sao tránh. Cho nên cuối cùng phải có mặt để mà đối diện với nó. Cuối cùng kể đại chúng nghe, có một vị đó đến hỏi một vị thiền sư: người tu hành có rơi vào nhân quả không? Người tu hành có còn rơi vào nhân quả không? Thì nếu mình bình thường mình nói không, nghĩa là ý nó là người tu là không có bị nhân quả hả? Không phải. Người tu vẫn bị nhân quả như thường, nhưng mà người tu khác với người không tu, nghĩa là người trí và người mê khác, là người tu là không bị lầm nhân quả. Đời này mình gặp cái nhân, cái quả này, không có trách ai hết, mà biết đây là cái nhân mình tạo. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, hỏi là con người, đã là con người có bệnh không? Đó, mình đem một cái ví dụ mình hỏi như đó. Nếu mình đọc một câu hỏi là đã là con người thì có bệnh già, có già có bệnh không? Nếu một người hiểu chuyện thì trả lời làm sao? Đã là con người thì không ai tránh thoát được lão bệnh. Còn nếu mình không biết gì mình nói không, tùy người, giàu có không có bệnh. Mình nói vậy là mình nói cho vui thôi chứ đâu có đúng không? Bác sĩ cũng chết như thường. Quý vị có biết không? Pháp Hòa có biết một vài bác sĩ Hòa quen. Bác sĩ chữa bệnh tim, trong khi mổ ca tim cho người khác mà đứng tim chết đó. Bác sĩ mổ tim mà chết vì bệnh tim, trong khi mình làm, mình giúp đỡ cho người, mình lên một ca mổ cho người khác. Cho nên người nào cũng bị nhân quả hết, nhưng mà điều là người trí thì người ta không có bị nhân quả làm khổ, không có trách. Cho nên lúc đó người ta sẽ không nói rằng, mình thì mình nghĩ sao? Có lẽ là tại ông trời cho mình cái này, cho mình cái kia. Nhưng mà trong Phật giáo thì không có. Tất cả là do mình. Mình muốn cái gì mình làm cái đó. Xin đừng trách lẫn trời già. Trời không hiện hữu, chánh tà do tâm. Một khi thiện ác gieo nhân thì quả kia phải trả, chậm nhanh mấy hồi. Chỉ điều là chậm với nhanh thôi. Người đời nghĩ đó mà coi, giờ không toan liệu, sao rồi làm sao. Xin đừng nại chút công lao, nhắm chừng bờ giác, tìm vào tận nơi. Tâm minh vốn đã sẵn rồi. Chữ tâm minh là cái tâm mình lúc nào nó cũng sáng. Tâm minh vốn đã sẵn rồi, ở trong mình có, há ngoài đâu xa. Chỉ cần làm một việc thôi, trừ nghiệp chướng giải oan gia. Trừ nghiệp chướng giải oan gia bằng cách nào? Tham thiền niệm Phật, ấy là công phu. Tham thiền là quán chiếu, là tư duy. Niệm Phật nghĩa là mình niệm cái giác, đừng có niệm cái mê. Tham thiền niệm Phật công phu, ấy là công phu. Tháng ngày thấm thoát phù du, bóng qua cửa sổ dễ hầu trở lui. Cái bóng mà nó xẹt qua cửa sổ dễ vậy nó quay lại. Thiện căn trước đã đền bồi, đèn khiêu mới sáng, ngọc dồi mới sinh. Đèn không có khơi lên thì lấy gì nó sáng, ngọc không chùi thì lấy gì nó tỏ. Cho nên đèn khiêu mới sáng, ngọc dồi mới sinh. Tránh vòng sáu dục bảy tình, ấy là khỏi lưới vô minh vướng nhầm. Rõ ràng phước tội tại tâm, mình làm mình chịu, chẳng lầm chẳng sai. Thì quý vị thuộc được những cái bài đó, nó là tích lũy nghiệp, nó sẽ giúp cho mình trong lúc cận tử nghiệp, để rồi mình làm gì? Cực trọng nghiệp. Nghiệp mình thuần rồi, bất cứ cái gì nó đến với mình đều có pháp môn để mình cảm hóa nó hết. Ta oán hận người, người chẳng đau. Hay là ta oán giận người, người chẳng sao.
chỉ riêng ta nổi sóng ba đào, nhiều đêm bực bội không ngủ được, lo tìm phương kế hại người sao. Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa thì ra hai đứa cũng như nhau. Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa. Cho nên Pháp Hòa giải thích với mấy chú tiểu hai chữ đánh lộn. Người ta chỉ đánh con mà con không đánh lại thì hoàn toàn người ta chỉ đánh thôi, còn hễ con đánh lại là lộn đó nha. Cho nên tại sao gọi là đánh lộn? Tại hai người đánh chung. Đánh không chỗ nào trúng hết, biết lộn mà cứ đánh, gây chẳng chuyện nào ra hồn hết, kêu là gây lộn. Ngồi lại nói chuyện thì làm gì có chuyện gây lộn, biết nó lộn mà sao gây, ngồi nói cho rõ thì nó hết có chuyện. Cực trọng nghiệp, cận tử nghiệp, tập quán nghiệp, tích lũy nghiệp. Chúc đại chúng cuối tuần an lạc. Giờ xả chân đi. Nghiệp đau nhất. Thưa đại chúng, sau khi xong đó thì ở dưới trại đường có cơm trưa, mời đại chúng xuống dùng. Những vị nào có người thân cúng hôm nay thì xin qua phía sau cúng, hoặc quý vị nào muốn hộ niệm thì có thể ở lại để hộ niệm, còn không thì mời xuống trại đường dùng trưa.